Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình diễn ngâm sấm giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Giác Mê Tâm Kệ, tức quyển tư Văn Thất Ngôn Trường Thiên, dài 846 câu, Đức Giáo Chủ viết tại Hòa Hảo ngày 20 tháng 9 năm Kỷ Mão. Kệ này khởi đầu bằng câu: Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, và chấm dứt bởi câu: Mong bá tánh vạn dân giải thoát. Nơi đây Đức Giáo Chủ có nói trước những tai họa hải hùng mà chúng sanh sẽ phải trải qua trong thời hạ nguyên mạt kiếp. Khổ giới thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Ngài lại còn giảng rõ thế nào là tứ đổ tường, tứ khổ, ngũ uẩn, lục căn, lục trần, tứ diệu đề, bát chánh, bát nhẫn. Còn gì đáng coi là nhẫn nhục và hỷ xả hơn những câu sau đây? Ai chửi mắng thì ta giả điếp, đợi cho người hết giận ta khuyên. Chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên, thì đâu có mang câu thù oán. Kính thưa quý vị, tác phẩm này quý vị sẽ được thưởng thức qua sự diễn ngâm của các độc giảng viên: Lê Thị Kim Ngà, Bùi Thị Thảo Lan, Lê Thị Bảo Thi, Lê Thị Kim Ngọc và Đặng Thị Kim Khuyên. Cung kính phụng ngâm. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật tình đời dèm xiêm ghét cơ rừng kinh kẻ ít người hay chừ qua mắt mỏ bởi chân phản ngữ nên người đời khó kiếm cho ra mỏ chuông bài đọc tùng mô la chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa ly dòm trước mắt thấy điều hồ mi nên đóng tình bạc ái dài răng những ai lợi dụng mơ là
dập chân nhân mờ mịt. Nào có khác mây đen phủ bích, rồi chết nhau đến chỗ dài ngay. Lấy tinh thần hiệp gian ngục mây, trong bổn đạo tự thân phải sợ. Xuân dương thế dạo trong mắt lê tư, thấy bá già gặp lúc nào đùng. Cảnh trần gian nhiều nỗi việc tu tình ít người hiểu lý. Trong ba tánh muôn ở nơi cao quý, phải tri tâm quyền bí ở nơi cơ nhân. Từ sấm kinh cho đến thi thơ, trong chốn ấy nhiều nơi trọng yêu. Tao làm chi những trung giới thiếu ấy là người bốn phần phải trao nhân. Khuyên dương trần đừng để cân lao, cũng ráng sửa ráng trao nền đạo. Tu đầu tóc không cần nghe phải cạo miếng ở cho rồi, cái đạo làm người. Kể từ nay như lỡ khóc lỡ cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyện. Từ đây lửa tuyệt coi ai là đức hạnh hiện từ. Lời sách xưa cần thủy tri ngư, cần sơn lạnh trần gian tri điều. Chỉ nẻo đường quyết giải trần nên nói lời thường, cho sanh chúng đời nay dễ biết. Trời giống gió sai mùa sai tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phần sự. Trần thế hai còn
chờ. Việc thế gian như thế cuộc cờ, thắng chơi thôi một hai nước tương. Nào bệnh trong bụng con đeo, đoạn lúc tặc ta mau sớm giết. Mài gươm trí cho tinh, cho khiết chứng tâm trần, kim chở sắc không Phật tổ ngóng trong chờ dẫn chúng tìm nơi diệt khổ. Theo Phật giáo từ kim mà chí cổ, gốc công cha ta cũng của tiền quyền tước. Thấy trần thế ai ai cùng ước, đời sao không tới Phật cho. Khuyên chúng sanh
tớ khổ bành đừng nhiễm lúc trần chớ sắc thân chớ có hầu gần hương với vị xác trần nên lanh chớ lỗi người phải
vậy mới là phải bậc công bình. Nếu chánh trực chi người quân tử, người biết đạo phải dịn ngôn ngữ nói với ai chớ có sai lời trong mẹ cha kính nể Phật trời đừng nhiều lời cho trần hạ tiện
chìm trong lánh đục. Chẳng chịu tu mãi còn lục thục, lo giàu nghèo lo cũng chẳng rành. Ham công danh sanh thành, mến phú quý quên câu dưỡng dục. Ráng kiếm cho tầm tiên nghe lánh tục, người ở đời biển hồng trần sớm gọi cho sông. Ngày lập hội mới mong trở lại, chứ bận tiền quyên dân đừng nại miệng cho ta trở lại. Chữ vinh quang nghĩ giờ chớ có màng, bởi gia tạm của đời muôn hà. Gian công tu xin nhiều phép là của thần tiên, trừ lũ hung đồ nào lúa là lạnh nhiễu tố sâu. Chớ ham mến mà sao lao ly, ngày tiêu diệt từ năm phải sốt sắng làm ăn cần thiết. Nghèo dưới núi từ đây sẽ biết hàng ngoài ba bố thiên ta quay, nên ba gia hãy ráng miệt mài, dầu rách rưới cũng mau cần kiệm. Lời ta dạy hãy nên suy nghiệm, phải phá tan ngũ quân trong mình. Chớ sáng định tánh trừ cho nó tuyệt, chớ gây gỗ là sân hại diệt cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thiên
chờ si thiệt quá lòng vòng, nên tình trí tìm nơi dục tắc. Chờ giới thế bây giờ nào biết
nhìn xem hư thiệt mới tường. Ta bây giờ tu niệm tâm thường, sao danh thể xả hương khắp chung. Nhà giàu có xài không sợ chừng khổ não phàn nàn căng số. Lời truyền sấm như bài toán ơi đố, ai biết cứ tầm thì đắng mang mùa thu đeo danh
quyền sâu của kẻ khùng này. Bởi chữ khùng của Phật, của Thầy, chứ chẳng phải của người lãng tri. Mê giới tình nhận ra là ly, thấy dương trần ngủ mãi ngủ vậy mà tầm đao kiếm bày để thi cử khỏi mang tiếng rơi. Sách quyến thiện miệng kêu không ngớt, mà cũng trần ít tiếng tâm sáng suốt như đại nguyện kiến tánh trong mơ như nước nghi bích đi mùa xuân như nếu không tu chừng khổ cũng ưng đừng có trách sao không chỉ bảo từ nhỏ tôi đến người trưởng lão mắt cứ trong dòng sanh tử thấy tội hỡi ôi đó mới biết có nơi địa ngục kể sao tội nay còn một mấy lúc sao chẳng tu đặng gặp giang kinh trần cứ làm ngơ trồng bóng kiện giống chi hướng ở đây để ngục khi cung tại tâm làm quấy về cũng là tài non tu giới tình biết làm chẳng khó nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu cảnh đại lầu chẳng có sông dời núi trước kia mắt ngó khi chết rồi thấy nó
lén lỏi xuống trần. Đạo vô vi của Phật ân cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước. Câu phụ quý ngài không màng ước chữ Bồ Đề, như cội ba tòng ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được đến chừng diệu quả. Lời thuyết pháp chẳng gì nhân ngã, người nào đâu có phần tánh là xem kệ này. Phải nảy nở như cơn mưa thuận, hạt mùa tiết giống kia bất luận thải mọc mầm trổ la mối màu trong chúng sanh. Cực lạc mới là hết khổ. Đạo giới lý từ đây nhiều chỗ phải lọc lừa cho kỳ. Chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sao cao quý. Nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao bàn là nơi cứu cánh, về chốn đi xa lắm hồng trần. Dầu không siêu cũng mơ đặng về thần, nhờ hai chữ Trung Quân chừng lắp hỏi biết ai còn mất. Giờ chưa phân chưa biết chánh tà, ta vì dân sát lệnh ngọc tòa đền linh khấu sơn trung chiều. Nền đạo đức ta bài quá càng, mà dương gian còn gán danh từ, làm cho ta lỡ khóc lỡ cười. Khóc là khóc thương người làm như sắc cơ
chẳng tranh nương, nó lại khinh khi ngó về tay niệm chữ từ bi, cười trần thế mê si thái quá. Tranh giới luận đắng dành ni cơm ni ca quyến dụ người đắng tình ai trong kinh hai chế. Thường lệ dân còn mang sai mê, chẳng tu tình cho rành sương nắng. Thay ta lại chừng trần gian kiến thấy cùng hoàng, xòe cánh múa chào mừng Phật Thánh. Thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ngẩn nơi cần chi phải thảo chuyện qua rồi kể lại làm gì. Nếu ai mà biết nghi chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì pháp
hành bất chánh người đời mới nói. Bị tăng chúng quá ham chùa ngói nên tới khuyên khắp chúng cùng làm. Phật mà tăng tạo hao tiền bao tâm, việc giả dối từ đây nên lánh. Bổn đạo ơi hãy ráng sửa mình, cuộc dài đời ta làm chẳng tròn uổng thay một kiếp. Lời chân chánh trần hay bỏ liếp mãi lo làm, hùng mơ hiếp mơ người mà làm cho trần tục như cây cành khến làm hiền hoài ắt nghi phải tiêu mòn. Đeo với bào riêng nghi nón cùng tròn đến chừng đó trông vào rất kỳ tốt. Lỗ giả dối thường hay thề thuốc, nó chẳng kiện thần thánh là gì. Tâm kẻ hung làm chuyện cố lì, chẳng có sợ mang điều tội phước. Ghét những kẻ tu hành bốc cơ xước miệng kêu gào chuyện phước bề ngoài, bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa ra tay câu xe. Thấy quyền quý nó hay giữa mé, đặng bỡ bưng những kẻ hung sùng. Ta cùng chẳng có gì có dung kẻ quay.
mừng mà chúa xót cho đời quân hà. Chớ tự Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, chớ nào dùng hương đắng trà qua. Làm cháy đám tạo nhiều xa mà bay về khổ ách này đang thức
tình trần, rằng thiên định tuần đời sắp hạ. Trẻ nhỏ tôi đời này lắng mà bị văn minh cám dỗ loài người, kể từ rải cửa